Mến chào các bạn Facebook. Hôm nay em xin chia sẻ một cái video về làm tóc nữa. So hi Facebook friends, happy Tuesday. Today is another video hair day that I would like to share with you. So hôm nay I'm going to show you how to style your front bangs. So what is bangs? Bangs is face framing. Bangs can be up to like your eyebrows. It can be lower where your chin is. It can be at any length. But if you're looking for like a side bangs, then it's usually around here or roughly around there. So a lot of time when your face feels flat, your hairstyle have grown out, it is because you haven't trimmed your hair in a while. So today I'm going to show you what you can do during COVID time. If you're home and you can't go to get your hair cut, you can try some of these techniques at home and see if they work for you. So my face, about 2 weeks ago, I did a video roughly on how to trim your hair overall. Today I'm just going to focus especially at the front. So in my previous video last week, I have showed you how to trim a little bit of the bangs, but today I'm just going to show you more clearer how to style it and how to trim it more if you would like to have it shorter. Có một người bạn trên Facebook có nhắn tin Kelly vài hôm trước, thì em có nói rằng là em có coi cái video vài tuần trước của Kelly để tự cắt tóc ở nhà. Thì em đã tự cắt tóc, thì em có gửi tấm hình cho Kelly xem em cắt như thế nào. Thì thật sự Kelly rất vui khi nhận được những cái tấm hình hoặc là những tin nhắn đó. Và tại vì khi mà mình làm cái gì chia sẻ cho các bạn mà có thể giúp ích gì được cho các bạn, thì thật sự mình rất là vui. Tại vì sharing is caring. So em đã cắt cái tóc ở đằng trước thì nó vẫn còn hơi dài, cho nên vì ở đằng trước nó dài và nó thẳng quá thì nó làm cho cái mặt nó hơi bị nặng xuống. Thì hôm nay Kelly sẽ hướng dẫn em cắt làm sao mà có thể cắt chút xíu cao hơn một chút xíu. Em nói rằng là vì em mới lần đầu tiên cắt cho nên em hơi sợ cắt nhiều quá nó bị phạm, nhưng mà không sao cả. Hôm nay Kelly sẽ hướng dẫn cách làm sao mà mình có thể cắt lên một chút xíu mà nó không có bị phạm. Rồi, đây là tóc của Kelly. Khi mà Kelly gội ra không sấy không gì hết, các bạn thấy rằng là tóc nó rất là frizzy. Và đây là tóc bình thường. Các hình ảnh mà của những người trên Facebook mà các bạn thấy tóc đẹp hoặc là tóc mướt, tóc style, thì nó thật sự là họ bỏ thời gian để họ style thì nó mới được như vậy. Chứ nếu mà những tóc nào mà nhuộm xong rồi khi mà gội ra bình thường thì nó đều frizzy như thế này hết. Nhưng mà cái lợi của nó rằng là vì nó frizzy, vì nó yếu bớt đi, thì nó giúp cho chúng ta style tóc dễ dàng hơn. Còn tóc mà đơ quá, thẳng quá, healthy quá thì nó rất là resistant, nó rất là đơ, mình không làm được gì nó hết. Cho nên that is why if you color your hair and your hair looks like this when you wash and let it air dry, this is perfectly normal because it's color treated hair. So today I'm gonna show you some of my technique to style my hair. So this one I'm using is another hair tool. It's a hot airbrush. So a lot of time, the regular way to style your hair is to have a blow dryer in one hand and another brush in the other. This actually saves a lot of time because it's a built-in airbrush, which means it has a brush and there's air blowing out of it. So it's a lot easier for you to style your hair instead of holding two things. If you're hearing noises, that is my dog upstairs running around, so please disregard the noise. So I'm gonna style on one side for you to see, okay? So this is the hot airbrush, and it will be styled. It will be a little noisy when I turn it on because of the air blowing out. But I'm gonna style one side with this, and I'll style the other side with the hot rollers. Okay, so before I style it, I'm just gonna give it a little trim. Okay, so when you style your hair, it's best, or when you cut your hair, before you cut it, it's best for you to style it as straight as you can.
So my hair is normally straight anyway, so therefore it's not too bad. Okay, so last week I did a bit of the face frame cutting, right? So therefore now it's not so, you know, it's not too long, but I'm just gonna cut a little bit more just so that you know how to cut, okay? So just give me 1 second. First of all, you split the hair in half, like this. So always divide the hair in half when you're cutting so that you don't cut it unevenly, okay? So to do the front, again, you're gonna need a long tail comb like this, and obviously the cutting shears, okay? So this one I have is about a 7-inch cutting shears. It helps to point cut really well, and it also is easier to hold and cut. When you cut the short scissors, it tends to be too short and you can't really point cut. So with the comb, okay? So if you wanna know more detail on scissors and comb, you can watch my previous video. But today I'm just gonna let you see how you can cut more of the front. So see how the comb is holding the hair for me, okay? So I'm just going to hold the hair like this. And then let's say I wanna add more shorter bangs. So I'm just gonna start my bangs like from here, where my nose is. So from there, I'm going to hold my scissor like this, and I'm gonna go in at 45 degree, okay? So you can either go in like that or you can slide cutting down. So right now I'm cutting very, very gently just to show you the motion, because I did cut my bangs 2 weeks or a week ago, so I don't wanna cut it any shorter. So when you cut it like that, you will see the layers coming out, right? And if you want it to go shorter, you can recomb it and then cut it higher on top. So what I'm doing right now is just slide cutting, and I'm cutting it very, very carefully. So try not to cut too much, because you can always go back to cut it some more, okay? Like that. Cho nên các bạn có thể bắt đầu từ bất cứ cái độ dài nào. Ví dụ Kelly muốn nó bắt đầu từ khoảng ngang đây thì Kelly sẽ dùng cái comb á, Kelly để nó gần khoảng ngang tầm mũi của Kelly và Kelly cắt xuống. Nếu mà các bạn muốn nó cao hơn khoảng đây thì các bạn sẽ cầm cái lược ở trên cao hơn và các bạn sẽ cắt xuống. Cho nên khi mà mình muốn có cái side bangs hay là mình muốn có một cái mái long bangs thì mình đừng sợ là cắt cao hơn tí xíu. Là tại vì nếu mà các bạn cắt từ từ rồi xong rồi các bạn thả ra, mình chải, mình xem coi mình có thích như thế nào không thì sau đó mình có thể cắt thêm. Rồi, ví dụ nếu mà các bạn thích bangs mà nó gọi là curtain bangs á, thì các bạn có thể bắt đầu từ cái má và các bạn có thể cắt xuống. Ok, mình cắt rất ít thôi, để khi mà mình muốn cắt thêm thì mình vẫn còn tóc để cắt. Còn mình mà cắt, mình vô mà mình sởn một cái thì mình cắt quá nhiều thì nó sẽ bị hỏng. Khi mà mình lần đầu tiên mình cắt thì mình hãy từ từ để cắt. Rồi các bạn sẽ thấy rằng là khi mà Kelly chải thì hiện giờ đó các bạn sẽ không thấy những cái layer đâu. Nhưng mà khi các bạn thấy Kelly style cái tóc của mình rồi thì nó sẽ rõ hơn. Rồi bên này cũng vậy. Tùy theo mình muốn cái bangs của mình nó ngắn tới đâu. Ví dụ hiện giờ là cái mái của Kelly nó ngắn khoảng tầm này, thì mình có thể tiếp tục các bạn nếu mà muốn cho nó ngắn hơn thì các bạn cứ cắt một lần, sau đó các bạn chải lại và cắt thêm nửa inch nữa, cắt từ từ chút chút thì các bạn sẽ có thể tạo được cái độ ngắn hơn.
Hồi tuần rồi Kelly đã cắt cái bang của Kelly rồi, cho nên Kelly không muốn cắt nhiều hơn nữa. Kelly làm những cái động tác bây giờ là để cho các bạn thấy rằng là khi mà mình cắt á, mình sẽ cắt như thế nào thôi nhé. Hoặc là mỗi tháng nếu mà mình muốn tóc mình nó khỏe thì mình có thể cắt cái ngọn chút xíu thôi để cho tóc mình nó mọc khỏe. Có những người hỏi rằng là tôi muốn tóc tôi mọc dài cho nên tôi không muốn cắt nó. Tôi để cho 2 năm luôn để cho nó mọc dài. Nhưng mà xin thưa, khi mà tóc chúng ta mỗi ngày gội nè, chải nè, rồi nắng nè, rồi ngủ trên giường, nó làm cho tóc mình nó bị xơ, nó bị gãy, thì thường thường cái ngọn tóc của chúng ta đó nó sẽ bị chẻ. Mà nếu mà các bạn để một thời gian rất dài mà các bạn không cắt nó thì nó sẽ bị chẻ ra, và khi nó chẻ ra thì nó sẽ bị đứt. Cho nên vì thế khi mà các bạn lấy cái tay của mình mà gờ cái tóc của mình như thế này nè, thì nó có một cái cục nhỏ xíu như là hột cát. Đó là những cái knot trong cái tóc của mình, nó làm cho tóc mình nó dễ bị chẻ ngọn. Vì thế khi mà mình cắt cái đuôi tóc thường xuyên, ví dụ chúng ta mọc tóc từ 1 inch cho tới nửa inch mỗi tháng theo trung bình, thì when your hair grows about, I say about an inch to half an inch every month on average. If you trim your hair a quarter of an inch or even 1/8 of an inch, it actually helps your hair to grow faster. So for example, if your hair grows an inch every month, correct? Like, so you see a regrowth every month about an inch, and then you cut the ends of your hair a quarter of inch, which means you will still maintain 3/4 of an inch every month longer. So which means if you keep doing that every month, your hair is actually growing and it's growing out healthy. But if you decided to not cut your hair for 2 years and you just, let all those split ends and all those knots gather up in the hair, even if you don't cut the hair will still split anyway. So it's really good to get your hair trimmed regularly. I say roughly between 8 to 12 weeks. But it also depends on the person who's cutting your hair if they're overcutting. So if they only trim it literally, then your hair should grow a lot faster because you're stimulating the hair, and as well as you're helping the hair to stay healthy, which is the reason how it can hold the length of the hair. So that is a question for those of you who ask, how often should I trim my hair if I want to grow it? Regular trim will help the hair to grow faster. I promise. So don't think that if you don't cut your hair forever, it will grow long. It doesn't, because it's not healthy to grow, right? All right, so back to the bangs. So last week I already trimmed my bangs already, so I don't want to trim too much today. Just so because I don't want it any shorter. So now I'm just gonna style the hair for you to see. Okay? So my usual, today I'm gonna do hot rollers, which is this one, versus the hot airbrush. Okay, so you can see me testing out two types of hairstyling tool. Now, both is fine. It's all personal preference to what you like, but I'm just gonna show you the difference. Okay, so on this side, I'm gonna split my hair in half. So always, if you are putting your hair in hot rollers, it's best to lift the hair so that you can get that maximum volume at the top. Use the hot rollers. So I've done so much video on this, so you can, watch my other videos on how to use the hot rollers. But again, just try to squeeze all of these ends, frizzy ends, into the hot rollers like this. And then just roll it down. Okay? And it comes with a clip. Just clip it on. And then the bottom one. I hope you guys enjoy watching these hair videos that I do every week. I know it's people are home because of the COVID-19, so I hope these videos can help you do your hair at home, since you cannot go to a hairstylist. So this side is the hot rollers. Now we're gonna do the hot airbrush, okay?
So it's gonna be a little noisy, so you may want to turn down your volume. I can't mute the volume right now, so I can't do anything, but I'm just gonna show you how it works. So just be prepared, it's gonna be a little bit noisy. So I'm gonna turn it on, okay? Okay, so I apologize for all that noise. I couldn't talk while I was doing the blow dryer with the hot airbrush. So now I'll explain more about the hot airbrush. So this is what you call a hot airbrush, meaning hot air blow out of it and it's a brush. So it's very convenient for those of you who want to style your hair. And this works well for people with regular medium texture, bit wavy, straight type of hair or fine hair or medium texture. This probably won't work too well for people with coarse, thick, heavy hair just because it's not hot enough. So if you have hair like mine or just a little bit curly, little bit wavy, this works really well. Again, I personally don't use this just because it takes a lot of time. I have it just because I'm a hairstylist and I need to have all the hair tools in the world just to try it out. But I don't use this every day just because it's work, right? But if you like to use this, by all means, to each his own. So this is what you get out of it. More of like a smooth, I did got a bit of a wave out of it, but you can see how it just flops the hair out. Like it doesn't really hold the style because it didn't got a chance to cool down. So the thing with using anything that is a blow dryer, brush, anything hot air, is because when we blow dry it, right, we let the air out. We don't let the air cool. So let's say if you were to use this and you turn it on and you kind of style it, and then if you turn it off and let it cool for like 5-10 seconds, then probably it will hold because it had a chance to cool down. But because I'm continuously, you know, using it and letting it out, it does not allow the hair to cool down to set the style. Therefore, you can see it's a little bit less frizzy, but it doesn't really hold the curls that I had before, right? Kinda, but again, if I go out in the humid weather, this is gonna flop and go straight in about like an hour. So it's a great tool. Those who love it will love it, but for me, I don't use it as much. So now here's the hot rollers. Hi, Jessica. Oh, thank you so much for watching. I've known you for so long, and I know you've been a great support of my cause. So much love to you, Jessica. Hopefully one day you do come to Toronto, we'll get to meet. But for now, we can only see each other virtually. So thank you so much for your support.
Okay, so this was the hot tools, and I'm going to take out the hot roller for you to see. Okay, so I did put the hot rollers in the same time as I did with the using the hot airbrush. And there you go. So, what do you think? So this is what it looks like when I use the, so this is the hot rollers and this is the hot airbrush, okay? So that is the difference why I go and use the hot rollers, because as you see, I just put it in once, it's less time. I just let it set, it cool down, and this is what it looks like on this side, and this is what it looks like on using the hot airbrush. So now I'm going to do this side with the hot rollers. Các bạn Facebook đang xem Kelly làm tóc, hướng dẫn làm tóc. Các bạn có câu hỏi gì về tóc của mình không? Thì các bạn có thể hỏi, Kelly sẽ sẵn sàng chia sẻ những gì mà Kelly biết cho các bạn nhé. So, roll the hot rollers in. Make sure you tuck all these ends into the rollers and roll it down. Same thing on this side. Các bạn sẽ thấy rằng là cái hot rollers này nó rất là tiện, vì mình chỉ cần quấn trong vòng 30 giây, rồi sau đó mình cứ để nó như thế thôi. Thì khi mà nó xong rồi nó ra, nó sẽ giữ được nếp cho mình. Từng cái layers mà mình đã cắt, chúng ta sẽ thấy rất là rõ, vì nó giúp cho từng sợi tóc của chúng ta ở cái đuôi nó rất là smooth, cho nên mình sẽ thấy những cái tóc của mình nó rất là đẹp và rất là mướt. Và quan trọng nhất là nó không có mất quá nhiều thời gian. Rồi, trong lúc mà đợi tóc bên này nó set, thì các bạn có câu hỏi gì về tóc hay là những cái video mà Kelly đã làm không? Do you have any questions regarding hair that you want me to answer for you? It just feels so awkward that I'm standing here, keep talking to myself. So if you have any questions, feel free to ask me. Okay, well, while I'm waiting for this to set, I just want to share with you my Tumblr. Xin chia sẻ với các bạn rằng là cái này gọi là Tumblr. Đó là một cái ly nước. Thì trong lúc mà Kelly đợi cái tóc của Kelly nó set xong, thì Kelly sẽ chia sẻ một chút xíu về những cái ly này. Thì những cái ly này nó rất là dễ thương, rất là đặc biệt. Các bạn biết rằng, các bạn có follow Facebook của Kelly, thì các bạn biết rằng là Kelly có tham gia một cái hội thiện nguyện, đó là Better Future for Kids Foundation. Thì thường thường mỗi năm là mỗi tháng là hội đều có những chương trình gây quỹ để kiếm tiền để giúp cho những trẻ em ở Việt Nam, và đồng thời để trở thành tiếng nói chống tệ nạn buôn người và ấu dâm. Thì vì Covid năm nay không làm được, cho nên có một anh trong hội, anh có làm ra đề nghị online shop. Thì trên cái online shop của BFFK là Better Future for Kids, thì tụi này có bán đủ thứ loại in hết. Tụi này in áo, in mask, in blanket, và cũng in những cái ly này. Thì đặc biệt là những cái ly này, hay là những cái điều mà những cái đồ mà hội print là những là custom make. Có nghĩa là các bạn có thể để gửi cho hội tất cả những cái hình nào mà các bạn thích, và sau đó thì hội sẽ làm thành một cái collage như thế này, và sau đó sẽ in ra trên những cái surface như là cái ly hay là cái mền, thậm chí vớ cũng có in nữa. Thì đây là những cái điều rất là dễ thương, những người mà thân thương của mình có thể nhìn thấy họ, và mình có thể để họ lên những cái đồ dùng mà mình dùng hàng ngày. Thì đây, xin chia sẻ là thằng con trai đầu lòng của Kelly
Em tên là Theodore Theo. Em năm nay cũng gần 11 tuổi rồi. Thì đây là thằng con trai đầu tiên của Kelly nè. Đó. Và đây là Bun Bun. Các bạn mà theo dõi Facebook của Kelly thì chắc thấy những hình của mấy đứa con của Kelly. Thì đây là Bun Bun. Đây là Theo đang chụp hình. Rồi sau đó Bun Bun nó là photo bomber. Đây là anh Nhật. Người người mà Kelly rất thương yêu. Thì các bạn xem Facebook của Kelly cũng đã biết anh là ai rồi. Cho nên đây là anh Nhật và đây là những hình ảnh của đứa cháu. Tại vì con của Kelly, Kelly nuôi mẹ và ba, mẹ và bố hai đứa cún, cho nên nó sanh ra những đứa cháu ngoại, cháu nội rất là dễ thương. Cho nên đây là những đứa cháu của Kelly và anh Nhật. Thì đây là con trai bố của những đứa bé đó. Bé này là Tio, con trai của Kelly. Kelly rất rất là thương. Và những cái giống chó này là nó giống của nó là giống Pháp, nó là Pigeon Frise, rất là thân thiện, không có rụng lông, không có bark nhiều, không có high maintenance, rất là dễ nuôi và rất là thân thiện và rất là quấn quýt với con người. Cho nên trong thời gian khó khăn vừa qua mà Kelly không có những đứa con này ở nhà thì chắc Kelly chịu không nổi đâu. Cho nên đây là hình gia đình của nhỏ bé của Kelly. Thì các bạn nào mà có muốn ủng hộ Better Future for Kids thì hội có làm những cái này để mà gây quỹ. Cho nên 100% số tiền của các bạn đều đi về tận nơi đến những trẻ em đang cần giúp ở Việt Nam. Trong mùa dịch này chúng ta ở nước ngoài đã khó khăn rồi thì thật sự không tưởng tượng được những trẻ em ở Việt Nam như thế nào. Cho nên hội cảm ơn những sự đồng hành của các bạn, những quý ân nhân đã âm thầm giúp ở đằng sau. Cho nên Kelly cũng có cái mền ở đây. Đây. Thì Kelly có nói là hội cũng có in trên những cái mền đó. Thì đó y cũng là những cái hình mà hồi nãy trên cái ly nước, nhưng mà bây giờ nó thành cái mền thôi. Thì các bạn thấy rằng là Kelly để trong xe để mà mình có thể đắp, và khi mình đắp mình có thể nhìn được những hình ảnh của những người thân thương của mình. Đó, thì Kelly có post trên Facebook của Kelly, cho nên nếu các bạn muốn ủng hộ thì các bạn có thể xem tiếp. Rồi, chắc cũng xong. Cái đặc biệt của những cái roller này là các bạn có thể để nó vào, rồi sau đó các bạn có thể đi ăn cơm, trang điểm, mặc quần áo, rồi khi mà mình sắp ra khỏi nhà rồi mình mới tháo ra. Tại vì mục đích của nó là để cho nó nguội. Khi mà mình mới gắn nó vào thì nó hơi ấm ấm. Cái này là mình phải gắn bằng điện cho nên nó cũng hơi nóng thôi chứ không có quá nóng đâu. Nhưng mà khi mà mình để lên tóc của mình á thì mình chờ cho nó nguội lại thì mình mới tháo ra. Thì nãy giờ theo thì nói chắc cũng lâu rồi cho nên nó cũng sát. Các bạn thấy không? Đó. Và các bạn thấy được cái sự khác biệt giữa cái hot rollers mà Kelly xài với cái lược hot airbrush. Các bạn thấy rằng nó show từng cái layer mà mình cắt không? Thường thường khi mà các bạn đi cắt tóc rồi về các bạn thắc mắc tại sao mà tóc tôi nó vẫn xẹp, nó vẫn không thấy layers, thì thật sự là tóc của các bạn có layers nhưng mà vì mình không có style nó thì nó không có hiện ra thôi chứ không phải là nó không có. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng khi mà mình dùng hot rollers, tóc mình nó mướt, nó bồng bềnh và nó đẹp rất nhiều. Khi mà quấn xong thì Kelly thường thường làm như thế này để cho nó đỡ bị frizzy đó. Thì các bạn có thể để tóc xuống hoặc là các bạn có thể bới tóc lên hay cột tóc lên. Nhưng mà hồi nãy Kelly có chỉ các bạn cách mà mình làm, mình cắt những cái layer ngắn để tạo face framing. Thì tiếng Anh họ gọi là face framing, nhưng tiếng Việt thì Kelly cũng không biết nó gọi là cái gì. Nhưng mà nhiều lúc mình để tóc nó mọc dài quá thì nó làm cho cái mặt mình nó hơi bị nặng, bị xệ. Cho nên khi mà mình cắt cái mái chút xíu, và thường thường nếu mà các bạn không thích
có mái ngắn quá thì các bạn có thể cắt mái khoảng tầm đây nè, thì nó sẽ giúp cho cái mặt mình nó có một chút xíu framing và nó rất là đẹp. Kelly sẽ bới tóc lên rồi chỉ các bạn cắt cái fringe nhé. Ok. Thường thường mình cắt cái mái thì nó khoảng tầm đây. Rồi Kelly bới lên. Các chị nào mà thường bới tóc á, thì sẽ thấy rằng là mình mà không có chút xíu face framing thì nó làm cho cái mặt mình nó nhìn hơi hơi bị bự, là tại vì mình chỉ thấy có cái da thôi. Thì bây giờ mình frame cái tóc tí xíu thì nó sẽ nhìn mặt nó thon gọn, nó có kiểu hơn. Rồi các bạn thấy rằng là hiện giờ tóc của Kelly ha, cái mái của Kelly nó chắc nằm tầm đây và nó lai xuống, thì đó là nếu mà các bạn thích nó frame, có nghĩa là nó ôm vào cái mặt của mình. Còn nếu mà các bạn thích tóc nghĩa là ngang á, mái ngang, thì các bạn có thể cầm, khi mà mình cắt bang thì mình dùng cái lược tight nha, tại vì khi mà mình dùng cái wide teeth, it's just hard for you to control the hair. So usually when I cut the fringe, I usually use the tight teeth. See that? So when you do the bangs, you can decide which length you want, and then you would point cut. I prefer to point cut more than straight cut, because if you point cut, if you made a mistake, you can always adjust it. But if you cut it straight across, heavy, then it's hard for you to fix, right? So today I won't really cut my bangs, but I'm just showing you the motion of if you were to cut your bangs, how you would cut it. So I usually don't hold it with my hands like this. You can, but sometimes you tend to have too much pulling on the hair. So if you use the comb, so it's just a nice soft hold, then you can trim from here. So let's say you want to have a straight cut, then you would trim like this. And usually with bangs, it's good to have it point cut instead of straight cut, so that you have some movement in the bangs. So let's say you finish cutting your bangs and you find it's a bit heavy. So what you could do is you can layer your bangs a little bit just to line it up, right? So like for here, these are what I called layer bangs. It's just give you a nice softness. So once you cut your bangs straight across like this. Straight across meaning the line is straight, not a blunt cut, okay? You're still cutting a straight line, but you're cutting, point cutting, so that there's movement. Once you finish that, okay, you can stick the hair where you part the hair. Now, be careful when you cut bangs, because if you want it to lie here, then cut it from here. Because if you cut it from here, it's gonna jump up to there. So the front of your face is very important. So please take the time to cut the bang slowly. So after you finish determining the length, you can cut some layers. So how do you cut some layers? You can section small section in the hair like this, okay? You're gonna hold it up. So this is just like you cutting layers into your hair. Hold it up, turn it to the opposite side, like this. And you see that this is the length of the fringe, and this is the layers. So you will not cut here, you will only cut here on an angle, okay? So from here, you will point cut. Don't cut here, just cut the layers. So by you doing this, you see how it's shorter here and longer here? When you let this down, okay, the shorter piece is at the top and the longer one is the length. It will give you a very soft, beautiful
Very nice. So I did a small section here. I'm going to take the other section from there, right? So this was the one that I just cut. You can see how soft, it's not heavy, but it gives you a nice framing. Then same thing from here, you will move opposite side like this. Okay, see that? This is the length, don't cut it. This is the layers. So point cut, be very careful when you're doing this and very slow, because this is at the front of the face, so you don't want to make any mistakes. So let that down, and you will see the layers very softly, okay? Now, same thing on this side, okay? Take small section from the bangs, like this. Comb it to the opposite side, okay? So this is the length, this is the layers, which is what I will cut. So in the end, it should look like it's on an angle like this, okay? Then you let that down. So that just added a little bit of softness around the face and also add a bit of layers. And then take the next section. So this is gonna take you a bit of practice. I've been doing hair for like 19 years, so you can't really compare that it's easy for me and it's hard for you. But if you promise me you try this 10 times, I promise you'll master at it. Okay, so once you get lost and you can't see where you're cutting, recomb it and do it again. Okay. So here's the length, here's the layer. I'm just going to cut the layers. Like that. Let that down. Mình cắt một chút xíu để mình xem coi mình có vừa ý chưa. Các bạn đừng có cắt một cái mà các bạn sởn nó quá nhiều thì lúc đó là mình hối hận cũng muộn màng. Cho nên nhớ rằng là khi mình cắt tóc thì mình từ từ mình cắt, nhất là quan trọng ở phần trước, là tại vì khi mà mình làm hư ở đằng trước rồi thì nó rất là lâu để mọc ra và mình khó để chỉnh lắm. Rồi cái piece cuối cùng ha, mình sẽ chải lên, đưa ngược qua bên này. Nguyên tắc là nếu bên này thì chúng ta đưa qua đây, còn nếu bên đây thì chúng ta đưa qua bên này. Và ở đây là cái phần độ dài, ở trên này là cái phần layer. Mình chỉ cắt cái phần layer thôi, chứ mình đừng có cắt cái phần dài nhé. Tại phần dài là hồi nãy chúng ta đã định rồi, cho nên bây giờ chúng ta chỉ trim layer để cho cái mái của chúng ta nó đỡ nặng thôi. Mình đưa qua đây và mình cắt cái layers. Các bạn chỉ cắt một chút thôi thì các bạn sẽ thấy rằng cái sự khác biệt rất nhiều. Và đó, các bạn thấy rằng là cái mái của mình nó nhẹ nhàng, nó không có quá nặng. Chứ không nhất thiết là mình có mái nó sẽ rất là nặng nề, không có đâu. Mình có mái mà mình biết cắt nó thì nó rất là đẹp, và nhìn nó framing. Và từ đây các bạn có thể để ngôi giữa, hoặc là các bạn có thể chải hết qua một bên, thí dụ thế này, và làm một cái side bangs cũng được như thế này. Tại vì khi á mà cái tóc mình, cái đuôi nó mịn, nó soft rồi, thì các bạn có thể nấn nó đi về phía nào cũng được. Các bạn có thể để qua một bên như thế này, trông cũng rất là dễ thương đó. Các bạn thấy không, thì nó dễ, mình có thể, khi mà mình có bangs thì mình có thể để nó bất cứ bên nào, một bên cũng được, hay là bên này cũng được, hoặc là mình có thể để nó ở giữa, tùy ý mình đó. Và nếu mà các bạn nào thích có chút xíu framing ở đây, ví dụ khi mà mình bới tóc lên và mình muốn có một chút xíu tóc nó hơi rủ rủ như này đó, thì mình cũng làm the same concept, là mình chải ha, mình chải
Và sau đó mình tùy mình muốn nó ngắn ở đoạn nào thì mình cứ trim nó. Thì mình cứ làm từ từ, các bạn làm từ từ thì các bạn sẽ rút kinh nghiệm. Và từ đó mình có thể biết cái ý của tóc mình rồi thì mình có thể cắt nhiều hơn. Rồi, Kelly đã cắt xong cái phần layers của mình. Các bạn thấy sao? Các bạn có thấy rằng là mình sẽ try cái kiểu tóc này hay không? Đây là một trong những kiểu tóc mà Kelly thấy nó rất là nhẹ nhàng khi mà mình dưỡng tóc dài quá rồi nó làm cho mình bị nặng, bị xẹp ở đằng trước. Thì các bạn add những cái framing layers này, nó sẽ giúp cho cái tóc mình nó nhìn nó đỡ bị flat hơn. Đó, mình có thể chạy bất cứ bên nào cũng được. Và nếu mà tóc của các bạn muốn nó đứng và không có nhúc nhích á, thì các bạn có thể xịt hairspray và nó sẽ có một cái mái rất là bồng bềnh dễ thương. Nhất là khi đi ăn tiệc, mình muốn có một cái mái nó layer như thế này, thì mình có thể xịt keo lên và nó sẽ giữ được cái nếp. Đó. Rồi, bây giờ Kali sẽ tháo tóc xuống ha. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ hòa theo với cái kiểu tóc của mình. Thì khi mà đằng trước tóc của mình nó có những cái layers, nó có những cái face framing, thì nó làm cho cái mái tóc của chúng ta nhìn nó chi tiết, nó dễ thương, nó nhẹ nhàng hơn. Rồi, đó là cái phần chia sẻ của Kelly để mà cách các bạn làm cho cái mái đằng trước của mình nó bồng bềnh, nó nhẹ nhàng hơn. Các bạn có thích những cái video này không? Nếu mà các bạn thích thì xin các bạn hãy cho Kelly những cái like, những cái trái tim để mà Kelly biết được rằng là những cái này Kelly làm video này có thể giúp ích gì được cho các bạn. Và đồng thời qua những cái video này, Kelly muốn gửi đến một cái thông điệp rằng chúng ta hãy lên tiếng nói chống tệ nạn buôn người và ấu dâm tình dục trẻ em và phụ nữ. Đây là một cái tệ nạn và một cái đề tài rất là tế nhị, ít ai muốn nói tới. Nhưng mà chính vì chúng ta không nói tới thì nó xảy ra hàng ngày. Và nếu được thì chúng ta hãy cùng nhau chung tay để lên tiếng nói cho những người mà không nói được. Cho nên cảm ơn các bạn đã xem những video của Kelly. Và xin hẹn gặp các bạn tuần sau. Hàng tuần, đầu tuần Kelly sẽ làm những cái video chia sẻ về tóc. Cho nên nếu mà các bạn có những câu hỏi gì về tóc, hoặc là muốn Kelly góp ý kiến cho tóc của các bạn như thế nào, hay là cố vấn cho các bạn, thì các bạn có thể nhắn tin cho Kelly hoặc là có thể comment ở dưới. Đầu tuần xin chúc tất cả mọi người bình an và vui vẻ nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Xin chào các bạn. Thank you so much everyone, and please help me be a voice against human trafficking and child sex slavery. Until next time, bye Facebook friends. Bye.